Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Chào mừng anh chị em và các bạn quay lại với Thắng ơi. Trong buổi chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay, Thắng ơi xin được dành ít phút buổi sáng để trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn về một câu hỏi mà trong những ngày gần đây thì quý anh chị em và các bạn hỏi Thắng ơi rất là nhiều. Đó chính là câu hỏi về việc là có nên mua đất vùng ven đang giảm giá hay không? Thì câu trả lời của Thắng là theo quan điểm cá nhân của Thắng thì việc mua đất vùng ven đang giảm giá trong thời gian vừa qua là điều không nên làm. Và tại sao lại như vậy thì Thắng sẽ dành ra chia sẻ để nói với anh chị em và các bạn nói như thế này. Trong thị trường bất động sản cũng như trong bất kỳ một cái thị trường nào thì cái việc mà giá đất tăng, giá đất giảm hoặc là giá các cái loại hàng hóa, nguyên vật liệu như là cổ phiếu, như là vàng và bất kỳ một cái hàng hóa thông thường nào ở bên ngoài đều có cái việc đó là trong một khoảng thời gian trước đó thì có thể tăng, và trong một khoảng thời gian mà khi mà thị trường không còn cái dư địa để tăng nữa thì nó rất có thể sẽ bị chịu ảnh hưởng của chuyện suy giảm. Thì như những cái dự báo trước đó thì Thắng ơi đã dự báo với anh chị em và các bạn là thị trường bất động sản có thể sẽ trầm lắng trong giai đoạn quý 2 và quý 3 năm 2019. Và rõ ràng là câu chuyện đó đã và đang thành hiện thực. Thị trường bất động sản nói chung và thị trường bất động sản ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ đang có những cái câu chuyện của chuyện là cái số lượng giao dịch trên thị trường đang giảm dần và những cái hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản đang có những cái dấu hiệu của chuyện là chậm dần cái đà tăng trưởng. Và cũng giống như cổ phiếu hay là cũng giống như các mặt hàng khác thì chúng tôi có kinh nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh cổ phiếu, thì chúng ta thấy như thế này. Trong một cái thị trường đi lên, một cái xu hướng đi lên, không khó để quý anh chị em và các bạn có thể nhìn thấy được là giá cổ phiếu của những cổ phiếu nhỏ gọi là penny và những cái cổ phiếu mà giá thấp, mệnh giá thấp thì nó sẽ tăng rất là nhiều. Tôi lấy ví dụ như trong cùng một thời điểm thị trường đi lên thì những cổ phiếu có giá từ 50.000 đến 100.000, cái tốc độ tăng giá của những cổ phiếu này sẽ rất là chậm và có thể là rất ít, ít hơn so với rất nhiều so với những cổ phiếu có cái mệnh giá dưới 20.000. Lý do tại sao lại như vậy? Thì thưa với anh chị em và các bạn là nguyên nhân chủ chốt đến từ cái việc tại sao những cổ phiếu có mệnh giá lớn nó lại tăng chậm là bởi vì trong cái xu hướng của thị trường đi lên, là trong cái xu hướng uptrend, thì những cổ phiếu có mệnh giá nhỏ, những cổ phiếu rác nó có cái giá rất thấp, và khuynh hướng của phần đa đại bộ phận những người tham gia đầu tư đều có khuynh hướng là muốn mua một thứ gì đấy nó rẻ, rẻ trên cái khía cạnh tức là cái giá nó thấp. Và như vậy thì cái nhu cầu tập trung vào đây nó sẽ lớn, dẫn đến việc là giá tăng. Và cái tỷ lệ tăng so với cái giá ban đầu, lấy ví dụ giá ban đầu là 10.000, mà nếu như cổ phiếu trong một cái giai đoạn uptrend nó tăng lên tới 20.000, tức là tăng gấp đôi. Trong khi đó thì những cổ phiếu blue, tức là những cổ phiếu có mệnh giá lớn hơn là từ 50 đến 70.000 hoặc là 80.000, thì trong một cái khoảng thời đoạn nó cũng tăng có thể là 10 điểm hoặc là 20 điểm, tức là từ 50.000 chẳng hạn mà lên tới 70.000 thì nó cũng chỉ có tăng 20 điểm thôi. Tăng 20 điểm mà so với 50.000 thì nó chỉ tăng đâu đó chưa tới 50% thôi. Vì vậy chúng ta sẽ thấy được rằng là các cổ phiếu nhỏ nó có khuynh hướng tính theo tỷ lệ phần trăm thì nó sẽ tăng nhiều hơn so với lại những cổ phiếu lớn. Và chúng tôi có một cái khái niệm đó là những cổ phiếu rác, những cổ phiếu nhỏ, penny sẽ có tính đầu cơ cao hơn các cổ phiếu lớn. Và ở đây nó còn có nhiều nguyên nhân khác liên quan tới việc là tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp, liên quan tới doanh nghiệp đang làm lĩnh vực gì và tính ổn định của doanh nghiệp. Thì càng những doanh nghiệp thiếu ổn định, càng những doanh nghiệp mà có cái tính bất định càng càng cao thì trong cái giai đoạn uptrend nó lên điểm sẽ rất nhiều. Quay lại với thị trường bất động sản, thưa anh chị em và các bạn, trong cái xu hướng uptrend của 2015-2018 chúng ta sẽ không khó để nhận ra những mảnh đất, những căn hộ, những cái sản phẩm bất động sản có giá trên 5 tỷ, tốc độ tăng giá sẽ chậm hơn nhiều so với sản phẩm bất động sản có giá từ 300 triệu tới 500 triệu.
Anh chị và các bạn, không khó nếu là người đầu tư bất động sản sẽ nhận ra rất dễ dàng trong cái câu chuyện này. Và đất đai ở vùng trung tâm thì tốc độ tăng giá, tôi lấy ví dụ đất ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh hay ở quận Bờ Hồ Hà Nội, thì với mức giá, lấy ví dụ thôi, đây là con số ví dụ điển hình, 200 triệu trên một mét vuông, thì trong cái giai đoạn uptrend, giá của cái bất động sản này có thể chỉ tăng lên maximum là 400 triệu. Tôi lấy ví dụ thế. Thì anh chị và các bạn sẽ thấy rằng là tốc độ tăng của cái mức giá tại cái khu vực đã có tính ổn định cao và ở trung tâm thành phố, nó chỉ có thể tăng từ 200 lên 400 triệu một mét vuông. Thì như vậy chúng ta thấy nó chỉ có 100% thôi. Tuy vậy thì những cái vùng ven, những đất phân lô bán nền ở vùng ven, hoặc là những cái sản phẩm bất động sản ở vùng ven, giá ban đầu của nó khá là thấp, khá là mềm. Tôi lấy ví dụ như là 200 triệu trên một miếng luôn. Ví dụ như khoảng tầm, tôi lấy một con số cụ thể để anh chị và các bạn dễ mừng tượng. Ví dụ như là 2 triệu đồng trên một mét vuông đất, hoặc là 5 triệu đồng trên một mét vuông đất mà gọi là cũng gọi là có sổ. 5 triệu đi, anh chị và các bạn lấy con số 5 triệu đi. Vậy khi 5 triệu thì trong cái xu hướng uptrend rất có thể, và thực tế là nó đã diễn ra như thế, tức là giá của cái đất ở khu vực này nó có thể tăng lên tới 20 triệu đồng trên một mét vuông. Như vậy là chúng ta thấy rằng là trong cái xu hướng thị trường tăng giá thì những cái vùng ven như vậy nó đã tăng gấp 3 lần, từ 5 triệu lên tới 20 triệu, 4 lần luôn anh chị em và các bạn, 15 đến 20 triệu tùy theo khu vực và tùy theo cái vị trí. Thì chúng ta thấy rằng là vậy thì chúng ta cũng có thể suy ra được là có sự tương đồng giữa chứng khoán, giữa đầu tư chứng khoán và bất động sản. Nó sẽ là những cái chỗ nào nó gọi là trung tâm, những chỗ nào mà có giá cao nó gọi là blue chip, những chỗ nào giá thấp nó gọi là penny, những khu vực như vùng ven là những khu vực mà giá cả trước đó đã có một cái sự tăng khá là tốt và tỷ lệ tăng thì rất là cao, tính bằng lần. Như vậy thì khi mà trong xu hướng đi lên nó là như vậy, chúng ta sẽ phân biệt là xu hướng lên và xu hướng xuống. Xu hướng thị trường đi lên và tốc độ phát triển của thị trường bất động sản đang trong xu hướng lên thì các sản phẩm bất động sản nhỏ như vậy nó có tốc độ tăng giá rất là lớn. Từ đó chúng ta sẽ thấy được một điều nó như thế này. Vậy thì khi đi xuống thì sao? Vâng, trong thị trường bất động sản cũng vậy anh chị em và các bạn. Khi thị trường đi xuống thì các chỗ gọi là sản phẩm mà nhỏ trước đó có tốc độ tăng giá cao thì sẽ có khuynh hướng suy giảm trước, hoặc là giảm giá và giảm nhanh hơn so với chỗ mà có tính ổn định lớn. Ở đây chúng ta có thể giải thích theo cái phương pháp của bất động sản giản đơn như thế này. Ở những khu vực là ví dụ như quận 1 hay là quận Bờ Hồ, những nơi đây là những chỗ mà bất động sản đã có tính ổn định rất là cao, hạ tầng ở đây cả đã hoàn thiện đáng kể và mật độ dân cư ở đây khá là lớn, thì trong xu hướng thị trường bất động sản đi lên thì cũng được hưởng lợi chung. Ở đây nó gọi là bất động sản blue chip, tức là những bất động sản có giá trị lớn thì nó cũng được hưởng lợi chung, nhưng nó tăng ổn định và tăng theo với cái nhu cầu gọi là tăng giá của giá thuê mướn, hoặc là tăng theo với cái tốc độ tăng giá chung bằng cái tốc độ tăng giá bình quân của thị trường bất động sản. Còn những cái khu vực mà phía xa vùng ven thì nó sẽ tăng theo cấp số nhân, và nó tăng theo hạ tầng, tăng theo những kịch bản, tăng theo những cái bánh vẽ của các cái ông chủ đầu tư giữa các dự án, hoặc là những đơn vị gọi là phân lô bán nền, hoặc những nhóm kéo giá tại các khu vực đó. Nó tăng lớn như thế thì đến khi nó giảm, nó sẽ giảm trước, nó sẽ báo hiệu trước cho thị trường. Và nếu anh chị và các bạn đang và đã tham gia thị trường bất động sản thì hãy quan sát rất kỹ cái khu vực gọi là những khu vực bất động sản vùng ven, thì chúng ta sẽ thấy được những tín hiệu gọi là rõ nét của thị trường bất động sản có cái chuyện suy giảm hay không suy giảm. Tôi lấy ví dụ luôn, ví dụ như là đất của ven thành phố Hồ Chí Minh, tức là ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, giáp với Đồng Nai, giáp với Long An hay là giáp với Bình Dương, đó là những khu vực gọi là bất động sản vùng ven. Hoặc là ví dụ như là ở Hà Nội thì giáp với Hà Tây, giáp với khu vực mà mạn phía dưới là giáp với cái gì nhỉ anh chị em và các bạn, nhớ không rõ, Hưng Yên hay là một số khu vực vùng ven bên ngoài giáp với Hòa Bình, thì những khu vực như vậy thì nó sẽ có tốc độ tăng giá rất nhiều so với cái giá gốc ban đầu, và đến khi có vấn đề thì cái nhu cầu của người ta sẽ tập trung ở khu vực gọi là trọng tâm, tức là ở cái khu vực mà
mà có sự ổn định cao, có mật độ dân cư lớn thì cái chỗ đó thì cái nhu cầu thực nó vẫn tồn tại. Do đó thì nó sẽ là cái kìm hãm cái tốc độ giảm giá, và trước đó thì nó cũng không có cái sự tăng giá nhiều. Còn ở khu vực ngoài kia thì ở nơi đó thì chưa thể lấp đầy dân cư được. Ở nơi đó thì nó gọi là vùng ven nên nó còn rất nhiều vấn đề, và cái mật độ còn rất thấp, số lượng gọi là dự án còn rất nhiều, và số lượng sản phẩm khi mà thị trường có vấn đề nó sẽ được đổ tràn ra rất là nhiều, dẫn đến nó sẽ có khuynh hướng suy giảm. Và khi đó thì anh chị và các bạn sẽ phải định lượng như thế này để biết được rằng là nên hay không nên mua những cái vùng đang giảm giá. Tôi lấy ví dụ trước đây nó tăng từ 2 triệu đồng lên 15 triệu đồng, hay từ 5 triệu đồng đi, từ 5 triệu đồng lên 15 triệu đồng một mét vuông hoặc 20 triệu đồng một mét vuông, tức là nó tăng 4 lần, 3 đến 4 lần. Thì đến khi nó suy giảm, tôi lấy ví dụ nó giảm từ 20 triệu mà xuống còn 18 triệu, thì anh chị và các bạn sẽ mường tượng thấy một câu chuyện là nên hay không nên ở đây rồi. Bởi vì rõ ràng là khi nó suy giảm như vậy thì anh chị nhìn thấy nó giảm 2 triệu đồng trên cái mức giá mà từ cái lúc nó tạo đỉnh là 20 triệu. Thì chúng ta thấy nó mới chỉ giảm 10% thôi so với mức tăng của nó trước đó là 4 lần. Thì như vậy thì nó còn có thể sẽ giảm sâu hơn nữa. Và anh chị đừng nghĩ rằng là bất động sản vùng ven đang giảm rồi sau đấy chúng ta mua. Bởi vì chúng ta thứ nhất có hai điểm. Một là chúng ta luôn luôn lưu ý rằng là nó đang giảm thì nó có thể giảm sâu hơn nữa. Cả bất động sản và chứng khoán nó cũng vậy. Và chúng tôi đã có kinh nghiệm trong thị trường bất động chứng khoán, thì những cổ phiếu penny khi nó giảm á, nó có thể giảm còn sâu hơn nữa. Và cái thị trường bất động sản cũng vậy luôn, các cái chỗ khu vực đấy nó giảm từ 20 xuống 18, nó hoàn toàn có thể giảm về 15 hoặc sâu hơn nữa. Thứ hai nữa là trong một cái xu hướng thị trường chung thì những cái vị trí như vậy là những vị trí tín hiệu, tức là thị trường chưa dừng lại trong cái câu chuyện suy giảm. Do đó nên chúng ta chưa phải vội, dù nó có không, nó đã giảm rồi nhưng nó không giảm nữa, chúng ta cũng không cần vội vàng. Chúng ta cần phải chờ đủ thời gian để cho thị trường ổn định lại, thì lúc đó chúng ta có mua vào thì nó mới có cái khuynh hướng là tạo cái vùng không giảm nữa và tăng, để chúng ta có hưởng lợi ích. Còn thực tế mà chúng ta mới thấy rằng là mới từ 20 triệu mà nó giảm về 18, chúng ta đã vội vàng mua vào thì rất có thể để một khoảng thời gian dài từ 5 năm đến 10 năm thì chúng ta có thể sẽ không bị lỗ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hạn chúng ta sẽ chịu một cái áp lực, đó là áp lực của thị trường có thể sẽ đi ngang, không giảm nữa, đứng ở giá 18 và đi ngang. Hoặc đôi khi anh chị và các bạn đen, nó còn có thể giảm từ 18 về 15, 10, 3 và thậm chí đôi khi nó còn giảm về 10. Giảm về, có thể nó sẽ không về lại vùng 5 giống như ban đầu, nhưng nó sẽ giảm đi khoảng 50% so với 20, tức là nó giảm về 10. Thì cái việc anh chị mua 18, anh chị sẽ phải chịu cái chuyện suy giảm ngắn hạn và bị lỗ khoảng tầm đâu đó ít một vài triệu cho một mét vuông. Như vậy là áp lực tài chính và áp lực về thua lỗ sẽ khiến cho anh chị rất là đau đầu. Do đó thì chúng ta tuyệt đối không nên tham gia gọi là bắt đáy những cái sản phẩm bất động sản vùng ven đang giảm giá. Ok anh chị em và các bạn, những cái chia sẻ, những cái phân tích của chúng tôi đôi khi nó còn chưa được thông suốt, và mong nhận được những cái phản hồi, những cái chia sẻ về kinh nghiệm thực tế đầu tư của quý anh chị em và các bạn. Có đúng là bất động sản vùng ven, có đúng là những sản phẩm bất động sản ở những khu vực tăng nóng trước đó đang suy giảm hay không? Có đúng là bất động sản quý 1 chuẩn bị chuyển sang quý 2 năm 2019 đang có dấu hiệu đóng băng hay không? Có đúng là thị trường bất động sản đang gặp vấn đề hay không? Có đúng là những chia sẻ, những nói chuyện của chúng tôi cảnh báo quý anh chị và các bạn trong 6 tháng trước đây, trong 1 năm trước đây, nó có phù hợp hay không? Xin để lại những comment ở phía dưới, xin nhận được những phản hồi trái ngược của quý anh chị em và các bạn. Và đừng quên subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những chương trình tiếp theo của nhóm Tự Doanh Chứng Khoán trước đây và bây giờ là nhóm Thắng ơi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Chúc anh chị em và các bạn một năm Kỷ Hợi đầu tư nhiều thắng lợi, và hãy tận dụng cái nguồn vốn của mình làm sao cho hiệu quả nhất. Chúc anh chị em và các bạn thành công.